khóa học Summer Wow, trải nghiệm để tự tin tỏa sáng. Các bạn sẽ được mở mang kiến thức với những ngành nghề cực hot. Tự do sáng tạo, yêu vẻ đẹp của sự không hoàn hảo với hoạt động làm gốm thủ công. Làm quen với nghệ thuật trồng cây Kokedama, rèn luyện kỹ năng nói và tự tin tỏa sáng với quan điểm cá nhân. Nâng niu cảm xúc thông qua những hoạt động ý nghĩa. Một mùa hè trọn vẹn mà Sun & Moon Academy dành tặng cho các bạn nhỏ để phát triển kỹ năng nói và tư duy cảm xúc. Summer Wow, trải nghiệm để tự tin tỏa sáng.